báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Chương 5: chuyên tâm. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục học chương thứ 6 của sách Nữ Giới là Khúc Tâm. Nhiên tắc cửu cô chi tâm nại hà, cố mạc thường giữ khúc tòng hỷ, cô vân phủ, nhĩ nhi thị, cố nghi tùng lệnh. Cô vân thị, nhĩ nhi phi, do nghi thuận mệnh, vật đắc vi lệ thị phi, tranh phân khúc trực, thử tắc sở vị khúc tòng hỷ. Tạm dịch: dẫu cho cha mẹ chồng đã có lòng như vậy, thì bạn cũng không còn có cách nào khác. Tốt nhất nên khuất mình mà thuận theo cha mẹ chồng. Mẹ chồng cho điều này là không tốt, bạn cảm thấy điều này tốt, bạn vẫn nên nghe theo mẹ chồng. Mẹ chồng cho là tốt, bạn cảm thấy không tốt, bạn càng phải thuận theo mẹ chồng mà đi làm. Nhất định không được xung đột, tranh biện đúng sai. Đây chính là khúc tòng vậy. Đoạn này giải thích một cách cụ thể và tường tận, làm thế nào mới có thể được lòng của cha mẹ chồng. Phương pháp duy nhất chính là thuận theo một cách có trí tuệ. Nếu như lời mẹ chồng nói, việc mẹ chồng làm không có đạo lý, cho dù nàng dâu có đúng đi chăng nữa thì vẫn phải nghĩ cách có thể thuận theo. Nếu như lời mẹ chồng nói vốn dĩ có đạo lý, còn nàng dâu thì vô lý, thì càng phải nghe theo mẹ chồng. Ngàn vạn lần không được ở đó tranh xem ai đúng, ai sai, xem cái nào công, cái nào thẳng. Làm được như vậy thì gọi là khúc tòng. Đoạn này hàm nghĩa rất sâu, cũng là ý tại ngôn ngoại. Tôi nghĩ Ban Chiêu không chỉ đơn thuần nói về tâm của mẹ chồng, mà mẹ chồng ở đây đại biểu cho nghịch cảnh, một thử thách khó khăn. Chúng ta dùng tâm như thế nào để biểu đạt và thể hiện ra được tự tánh của phụ nữ chúng ta vậy? Trên thực tế, đó chính là làm được tỳ nhược, gồm khiêm hạ và nhu thuận mà tôi đã giảng trước đó. Chữ khiêm hạ ở đây thể hiện cho đức hạnh gì? Chính là đức hạnh, hậu đức tải vật, nghĩa là đức dày chứa chở vàng vật. Nếu như có thể hạ thấp mình như mặt đất, thì có thể làm được câu hậu đức tải vật. Đức hạnh của nhược là gì? Ở tánh đức của nước, nước là thứ yếu đuối nhất. Bất luận bạn đánh nó thế nào, nó cũng không lên tiếng, cũng không phản kháng. Đức hạnh của nước là thượng thiện nhược thủy, là cái thiện tối thượng. Ở đây chúng ta cần thể hội rằng, nếu như chúng ta dựa vào lời dạy về việc chung sống với mẹ chồng của Ban Chiêu, khiến cho tánh đức của phụ nữ chúng ta thể hiện ra bên ngoài, thì sẽ dễ dàng nhìn được thấu suốt. Không chỉ đối với mẹ chồng thì nên như vậy, mà còn có một câu nói rằng: hết thảy pháp thành tựu ở nhẫn. Đối mặt với nhiều nghịch cảnh, nếu như không thể nhận chịu sự oan ức, sỉ nhục thì thực sự không có được thành tựu. Xét lại mà nói, nếu như cuộc sống không cho bạn bất kỳ sự uất ức, thiệt thòi nào để bạn chịu đựng, thì bạn sẽ không có thành tựu gì, bởi vì bạn không trải qua sự khảo nghiệm của thử thách. Hồi học trung học, chúng ta đã học được qua một câu nói rằng: khi trời muốn giao phó một trọng trách cho người nào, thì trước tiên sẽ làm cho người đó phải lao tâm khổ chí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác. Những thứ này là để cho người đó nhận chịu. Sau khi đã chịu hết tất cả rồi, thì người đó mới có thể gánh vác trọng trách, mới có thể dẫn dắt và lãnh đạo đại chúng. Thế nên, khi đối mặt với khảo nghiệm càng lớn, thì càng nên cúi đầu âm thầm nhận lấy. Khi tất cả các nghịch cảnh đến, chúng ta đều thuận theo mà tiếp nhận, không oán trách điều gì, cũng không có gì để tranh cãi. Dựa vào đâu mà bắt tôi phải chịu thiệt thòi? Luận về học lực, tôi cũng không tệ. Xét về gia đình, tướng mạo, tôi cũng không kém ai. Vì sao lại phải chịu sự thua thiệt này, phải chấp nhận số phận như thế chứ? Không cần phải hỏi như vậy. Ông trời nhất định đối với mọi người đều công bằng. Dìm bạn xuống càng thấp, thì tương lai bạn sẽ bật lên càng cao. Nếu như không có áp lực nào,
thì bạn sẽ không có sức bật lên cao được. Giống như quả bóng vậy, bạn càng ra sức vỗ nó xuống thì nó sẽ nảy bật lên rất cao. Nếu bạn không ném mạnh nó xuống thì nó cũng không tưng lên cao. Vì vậy, tôi nghĩ mỗi một phụ nữ đều nên an vui với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Nếu như ông trời không cho chúng ta nỗi khổ sở, thì hãy nên cảm ơn tất cả những thiện duyên xung quanh mình. Nếu không có gì khiến bạn khổ sở, thì hãy trân quý phước báo của chính mình, đồng thời hãy học tập tốt đạo thánh hiền, dạy dỗ cho tốt con cái của mình. Bản thân hãy làm tốt hơn mẹ chồng mình đã làm. Ngược lại, nếu như bạn có một hoàn cảnh hoàn toàn ngang trái, thì cũng phải cảm ơn, vì có thể bạn có một sứ mạng nào đó, hoặc sau khi bạn đã chịu đựng được rồi, sẽ nhận được càng nhiều sự hồi báo hơn. Không nhất định hồi báo đến với bạn, mà có thể đến với con của bạn, cháu của bạn. Giống như kinh dịch có câu, nhà tích điều thiện, ắt thừa niềm vui. Điều thiện bạn tích không nhất định là chính mình nhận được hồi báo, mà có thể là con cháu của bạn sẽ nhận được. Ở đây, tôi xin chia sẻ với mọi người một vài ví dụ. Chúng ta từng nghe qua bài hát Mẹ chồng cũng là mẹ. Mỗi lần nghe bài hát này hoặc đọc lời bài hát này, tôi đều rơi nước mắt. Vì sao vậy? Bởi vì có những nỗi niềm rất khó nói ra, cảm thấy chính mình có rất nhiều chỗ làm không tốt. Tôi đã sám hối với mẹ chồng, cha mẹ ruột và chồng của mình rồi. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng lớn tiếng với mẹ chồng. Vậy mà cách đây 2 ngày, tôi đã nói một câu lớn tiếng với mẹ chồng. Tôi cảm thấy bản thân làm không được tốt. Có thể là do tôi cảm thấy hiện giờ hình như mình có được một chút thành tích hoặc đã làm được một số việc cho gia đình này nên có tư cách và điều kiện để nói. Kỳ thực, chính mình đã sai hoàn toàn. Vì bất kể mẹ chồng có như thế nào, mẹ chồng giữ đạo làm mẹ chồng, chúng ta phải giữ đạo làm dâu. Nếu như người làm dâu làm trái với đạo làm dâu, thì phải dần dần học cách thay đổi tâm niệm đó. Lời bài hát Mẹ chồng cũng là mẹ không phải được viết bởi một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp, mà bởi một nàng dâu rất hiếu thuận. Vì để kỷ niệm người mẹ chồng đã qua đời của cô đã viết ra lời bài hát với tấm chân tình và cảm xúc thật sự của mình. Thế nên bài hát mới cảm động như vậy. Người phụ nữ đó ở Cát Lâm. Năm xưa, khi cô chịu gả vào gia đình này là vì cô đã nhìn thấy đức hạnh của gia đình họ. Chồng của cô là một người có đức hạnh rất tốt, nhưng ở nông thôn, gia cảnh rất khó khăn. Cô vì nghĩa nên không do dự về làm dâu gia đình này. Mặc dù điều kiện cuộc sống ở nhà mẹ ruột rất tốt, nhưng khi về nhà chồng, cô rất tiết kiệm, dè sẻn trong việc ăn mặc, ở dùng, đem những đồng tiền dành dụm được mua quần áo, dầu gạo mang về nông thôn trợ giúp cho gia đình chồng. Cô nói, kể từ sau khi kết hôn, cô không tiêu hơn 10 tệ để mua kem thoa mặt, không mua quần áo đắt hơn 100 tệ. Từ lúc được gả vào nhà chồng, do mẹ chồng của cô bị liệt nằm ở trên giường, mỗi lần cô về quê đều rửa mặt, gội đầu, lau mình, xoa bóp cho mẹ chồng. Sau đó cô còn chăm sóc cho người cha chồng rất nhiều bệnh tật mà không một lời oán than cho đến ngày cha mẹ chồng qua đời. Sau khi mẹ chồng qua đời, cô không nguôi nỗi nhớ về mẹ chồng nên đã viết ra lời bài hát như vậy. Sau đó cô lại tìm kiếm khắp nơi người có thể phổ nhạc để làm ra bài hát. Cô nói, nhất định phải tìm một người con dâu hiếu thuận với mẹ chồng như mình làm ra ca khúc thì mới có ý nghĩa. Quả nhiên, bài hát này sau khi làm ra đã phổ biến khắp mọi miền Nam Bắc. Mỗi lần nghe đến bài hát, tôi đều bị chấn động rất lớn. Vì vậy, người làm con dâu không được nói chỗ không phải của mẹ chồng. Thực tế, do bản thân không thể khống chế được nên đã bộc phát ra. Sau khi bộc phát ra thì phải lập tức sám hối, lần sau không được tái phạm. Phải hiểu rằng sự phát tiết đó đã khiến phước báo của chính mình bị tổn giảm. Để có thể giúp cho chính mình lần sau không tái phạm thì phương pháp duy nhất chính là không ngừng học tập lời dạy của Thánh Hiền. Mỗi ngày học, mỗi ngày phản tỉnh, thời gian lâu rồi
bản thân sẽ trở thành một con người mới. Bởi vì con người chỉ cần mỗi ngày học tập thì sẽ thức tỉnh chính mình. Nếu như không học, buông lơi, giải đãi thì vấn đề dễ dàng xuất hiện. Chúng ta tiếp theo sẽ học tập một vài câu chuyện hay về đức hạnh, hiếu thân tôn trưởng của thời xưa. Câu chuyện đầu tiên tên là Nàng Dâu Hiếu, kể về một nàng dâu hiếu thuận chăm sóc cho mẹ chồng bị bệnh mà thoát được nạn hỏa tai. Câu chuyện xảy ra vào năm Canh Tý, niên hiệu Càn Long thời nhà Thanh ở Bắc Kinh. Hẻm nhà họ Chu xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, số nhà cửa bị thiêu rụi lên đến hàng trăm, số người thương vong lên đến hàng ngàn, tiếng kêu la náo loạn, tình cảnh vô cùng thê thảm, những tài sản bị mất mát không thể nào tính kể. Thế nhưng trong trận hỏa hoạn lớn đó đã xảy ra một sự việc chẳng thể nghĩ bàn. Trong cảnh hoang tàn đổ nát của trận hỏa hoạn, có một ngôi nhà nát vẫn điềm nhiên đứng vững, không hề bị ngọn lửa thiêu hủy một chút nào. Người may mắn ở trong căn nhà đổ nát đó là ai vậy? Vì sao có thể một mình thoát khỏi cơn hỏa hoạn này? Nghe nói, ở trong ngôi nhà nát đó là một bà mẹ chồng hơn 60 tuổi và một quả phụ còn trẻ mới ngoài 20. Mẹ chồng nàng dâu, hai người nương tựa vào nhau mà sống. Con trai của bà lão đó qua đời từ những năm trước. Rất nhiều người trong thôn đã đến làm mai cho người quả phụ, khuyên nàng hãy tái giá. Thế nhưng, nàng dâu trẻ đó vì người mẹ chồng bệnh nằm trên giường từ lâu, cần phải có nàng ngày đêm chăm sóc, phụng sự thuốc thang, nên nàng đã tình nguyện hy sinh tuổi thanh xuân của mình mà kiên quyết cự tuyệt những lời mai mối của mọi người, quyết tâm không tái giá. Một năm, rồi lại một năm trôi qua, nàng tận tình chăm sóc cho mẹ chồng, miệng không nửa lời than thở, mặt không hề có chút oán trách. Trong trận hỏa hoạn đó, khi ngọn lửa xăm xăm xông tới thiêu đốt những ngôi nhà trong khu xóm, thế gió đột nhiên đổi hướng, ngọn lửa không thể lan đến nhà của nàng được. Lúc đó, mọi người đều cho rằng tâm hiếu hạnh chăm sóc mẹ chồng bệnh tật của nàng dâu đã khiến ông trời cảm động, bảo hộ cho mẹ con nhà họ thoát khỏi nạn lửa. Vì vậy, người làm việc thiện thì thực sự là phúc lộc theo sau, trời tất che chở. Hết thảy phước báo đều từ cội rễ thiện hạnh mà sanh ra. Cho nên, con người phải biết là bất thiện hiếu vi tiên. Còn có một câu chuyện nữa tên là Nàng Dâu Hiếu nhà họ Tiền cứu cả nhà miễn nạn ôn dịch. Nàng được gả vào nhà họ Tiền nên được gọi là Tiền Thị. Câu chuyện xảy ra vào tháng 3 năm Giáp Ngọ, thời Thuận Trị nhà Thanh tại tỉnh Giang Tô. Một lần nọ, Tiền Thị về nhà mẹ ruột thăm cha mẹ. Đột nhiên ở quê chồng nàng xảy ra một trận dịch bệnh cấp tính, khả năng truyền nhiễm rất rộng, rất nhiều người chết vì bệnh. Có gia đình toàn bộ người đều chết vì dịch bệnh. Tại một con hẻm nọ, hầu hết mọi người đều chết, chỉ còn lại vài người sống sót. Cơn dịch bệnh hung hãn khiến lòng người kinh sợ, lo lắng. Nếu như mắc phải bệnh dịch cấp tính này thì ngay cả người thân cũng không dám đến thăm hỏi. Mọi người đều sợ bị lây bệnh. Tiền Thị ở nhà mẹ ruột, nghe tin 8 người trong nhà cha mẹ chồng của mình mắc phải ôn dịch. Nàng lập tức quay trở về nhà chồng thăm nom. Cha mẹ của nàng thương con gái, sợ nàng quay về sẽ bị lây bệnh nên đã khuyên nàng đừng trở về nhà chồng. Thế nhưng, Tiền Thị là người hiểu đại nghĩa nên đã nói rằng chồng con lấy con về làm vợ vốn là mong con có thể hầu hạ cha mẹ chồng. Hiện nay, cha mẹ chồng bị bệnh mà con nhẫn tâm không quay trở về, vậy thì có khác gì cầm thú đâu. Sau cùng, nàng bất chấp sự phản đối của cha mẹ, không sợ bệnh tật hoành hành mà trở về nhà chồng. Sau khi nàng trở về nhà chồng thì cha mẹ chồng cùng với tất cả 8 người trong gia đình bỗng nhiên khỏi bệnh. Lúc đó mọi người cho rằng gia đình của chồng nàng có thể thoát nạn ôn dịch là do tâm chí hiếu của Tiền Thị sinh ra cảm ứng. Thế nên từ sự hiếu thuận của nàng dâu thể hiện ra gia đạo của một gia tộc. Gia đạo có thể được truyền thừa hay không thì phải xem người con dâu trong gia đình đó. Nếu như người con dâu không có đức, không thể giữ đức hạnh, thì gia đình đó có khả năng sẽ bị diệt vong. Nếu như người con dâu có đức,
thì gia đình này sẽ bình yên vô sự. Ở đây có một đoạn lời bình rất hay rằng: từ thời dân quốc đến nay, luân lý đạo đức ngày càng trượt dốc. Ngày nay, những đứa con có thể hiếu thuận với cha mẹ, quả thật như lông phụng sừng thỏ. Mong được người con dâu hiếu thuận với cha mẹ chồng thì càng không thể có được. Vốn dĩ, khó tìm được người hiếu thuận với cha mẹ của chính mình. Kỳ vọng nàng dâu hiếu thuận với cha mẹ chồng thì càng hiếm có. Như nàng Tiền Thị đây có thể không sợ dịch bệnh truyền nhiễm, vẫn hiếu huệ đối với cha mẹ chồng đang bị bệnh nguy, thật là một tấm gương cho hàng nữ nhân thời nay. Nguyên nhân gây ra bệnh là do vi khuẩn, nhưng khoa học gia cũng cho rằng sức đề kháng của con người có thể đề kháng được vi khuẩn mà không lây bệnh. Thế nên, cả gia đình chồng của nàng miễn dịch được bệnh tật là do chánh khí từ tấm lòng chí hiếu của Tiền Thị giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mọi người trong gia đình, nhờ đó mà thoát được tử vong. Việc này phù hợp với khoa học, không thể xem đây là mê tín được. Vì vậy, chúng ta nhất định phải biết rằng thế nào là đạo đức chân thật. Đạo đức chân thật không phải là sự việc to tát, không phải là đạo lý to tát. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người có tiếng là đạo đức, nhưng khi đụng chuyện rồi thì không hề tốt. Vậy chúng ta nghĩ xem, đó phải chăng là đạo đức giả? Đạo đức thật sự được thể hiện ra ở những sự việc rất nhỏ trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là trong hoàn cảnh nguy nan, dựa trên sự lấy bỏ của bạn, sự lựa chọn của bạn mà có thể nhìn thấy công phu chân thật của bạn. Công phu đó được trưởng dưỡng trong những lúc bình thường. Nếu trong lúc bình thường không có công phu, thì trong những tình huống như thế này sẽ tương đối khó khăn. Tiếp theo, tôi xin kể tiếp một câu chuyện về một nàng dâu không hiếu thuận. Ở huyện Văn An, tỉnh Hà Bắc, có một gia đình thương nhân. Cả nhà gồm 4 người. Ngoài hai vợ chồng ra, còn có một bà lão 60 tuổi, tóc bạc trắng phơ, da cả lượm cụm, và một đứa trẻ 6 tuổi vẫn chưa đi học. Người thương nhân đó mỗi ngày đến chợ mua bán, sớm đi, tối về. Cả ngày chỉ có mẹ chồng, nàng dâu và đứa cháu nhỏ ở nhà. Nhìn bề ngoài, có vẻ như nàng dâu không hề ngược đãi mẹ chồng. Bà lão được ăn no, mặc ấm, không hề thiếu thốn vật chất. Thế nhưng trong đời sống con người, tinh thần và vật chất đều quan trọng như nhau. Người mẹ chồng về mặt vật chất tuy không lo đói khát, nhưng về mặt tinh thần phải gánh chịu một nỗi khổ khó kham. Hóa ra người vợ của thương nhân đó mỗi ngày ngoài làm việc nhà ra chỉ biết chơi với đứa con trai của mình, trước giờ chưa từng đoái hoài đến sự cô đơn của mẹ chồng. Luôn nhìn mẹ chồng với một vẻ mặt lạnh lùng, sắt đá, rất ít khi nói với bà một câu tốt lành, giống như mẹ chồng thiếu nợ cô ta vậy. Ngay cả việc mời mẹ chồng ăn cơm, cô ta cũng không có một chút thái độ thành kính nào cả. Lời ăn tiếng nói không chút ôn hòa, mềm mỏng, thường quát mắng lớn tiếng. Đến giờ cơm rồi đó, sao bà vẫn chưa biết vậy? Lúc ban đầu, bà lão nhẫn chịu nuốt giận vào lòng. Có lúc chịu không nổi, bà chỉ đành quay lưng đi, âm thầm khóc, không bao giờ trách mắng con dâu trước mặt. Thế nhưng, nỗi thống khổ ẩn chứa trong lòng, nếu như không được hóa giải, sẽ vô cùng khó chịu. Bà lão vì để giải tỏa sự ngược đãi về mặt tinh thần, mỗi ngày đều ngồi ở phòng khách than thở, dậm chân, đấm ngực mà than rằng: số tôi thật là khổ, sống ở thế gian này chịu tội, chỉ bằng sớm chết quách đi cho xong. Đứa con dâu lòng lan dạ sói đã đoạt lấy đứa con trai của tôi. Bà già này trở thành cái gai trong mắt nó, tôi chết đi mới thanh thản được mà thôi. Đứa con dâu lòng lan dạ sói đó sẽ có một ngày chịu khổ mà. Người con dâu trong lòng có linh tính, biết rõ bà lão lẩm bẩm mắng cô ta, nhưng bởi vì bà lão không hề mắng cô ta trước mặt nên không thể công khai cãi nhau với mẹ chồng. Thế nhưng mỗi tối khi chồng của cô về nhà, cô đều kể xấu mẹ chồng cho chồng nghe. Thậm chí trước mặt chồng, cô còn khóc lóc kể lể. Người thương nhân trong hoàn cảnh đó, một bên là người mẹ hiền ân tình như biển, một bên là cô vợ nhan sắc diễm lệ như hoa. Anh không dám đắc tội với người nào, nên nghe lời than khóc của vợ, anh vẫn im lặng không lên tiếng. Thế nhưng người vợ của anh hết lần này đến lần khác
tiếp tục không ngừng kể xấu mẹ chồng trước mặt chồng, khiến cho người chồng không thể nào im lặng được nữa. Một buổi tối nọ, người thân nhân đột nhiên cầm một con dao sắt, giả vờ nói với vợ rằng: "Nàng nói mẹ của ta quá hung ác, vậy để ta giết chết bà ấy cho rồi." Người vợ nghĩ thầm: "Hay quá, như vậy có thể loại bỏ được cái ung nhọt trong nhà rồi." Tiếp theo, người thân nhân nói: "Nhưng trước hết, nàng hãy nhẫn nhịn trong vòng một tháng. Mỗi ngày, nàng hãy vui vẻ hầu hạ mẹ. Như vậy để cho hàng xóm láng giềng đều biết nàng là một nàng dâu hiếu thảo, hiền huệ. Đến lúc đó, ta giết mẹ cũng không muộn mà." Người vợ làm theo lời dặn dò của chồng. Từ đó trở đi, thái độ đối với mẹ chồng đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày sớm tối đều đến phòng vấn an mẹ chồng một cách hòa nhã, vui vẻ. Lúc rảnh rỗi thì trò chuyện với mẹ chồng, lời nói hết sức nhu hòa, thái độ mười phần thân thiết. Việc làm này đã hóa giải được nỗi cô đơn của mẹ chồng, sưởi ấm tâm hồn của bà, khiến cho bà cảm thấy hài lòng, mãn nguyện. Cũng vì vậy mà trong một tháng, bà không hề nổi giận một cách vô duyên, vô cớ, cũng không chỉ tay, dậm chân mắng người, đối với nàng dâu vô cùng tốt đẹp và yêu thương. Một tháng trôi qua, người thân nhân hỏi vợ mình: "Gần đây mẹ đối với nàng thế nào?" Người vợ trả lời: "Mẹ đối với em gần đây tốt hơn lúc trước rất nhiều." Người thân nhân lại nói: "Vậy nàng hãy vui vẻ hầu hạ mẹ thêm một tháng nữa xem sao." Một tháng nữa lại trôi qua, người thân nhân cầm một con dao sắt đến hỏi vợ lần nữa: "Mẹ đối xử với nàng như thế nào rồi?" Người vợ của thân nhân nói: "Ồ, mẹ dạo này đối với em rất tốt. Đó là vì em nghe theo lời dặn dò của chàng, hầu hạ mẹ một cách hòa nhã, vui vẻ, nên mẹ mới đối xử tốt với em. Thế nhưng em làm điều này một cách miễn cưỡng, e rằng không duy trì được lâu." Người thân nhân nghe xong tức giận thét lớn: "Đời người lấy chữ hiếu làm gốc, ân đức của cha mẹ xã thân cũng khó đáp đền. Nàng đã gả cho ta, cùng ta chung sống, lẽ ra phải xem mẹ của ta như mẹ ruột của mình mà tận hiếu đạo. Thế nhưng sau khi nàng gả vào gia đình này, đối với mẹ ta ngỗ nghịch, bất hiếu, không những không đem đến sự ấm áp về mặt tinh thần cho mẹ, mà còn đối xử rất lạnh nhạt với bà. Nàng lại không hề biết phản tỉnh, mà mỗi đêm đều kể xấu mẹ với ta. Sau đó ta giả vờ muốn giết mẹ, nàng lại còn tán thành. Ta mới dạy nàng thử hầu hạ mẹ một cách ôn hòa, vui vẻ. Nàng miễn cưỡng làm trong 2 tháng qua, chứng minh rằng mẹ của ta rất từ ái. Trước đây, mẹ thỉnh thoảng tức giận, hoàn toàn là do sự lạnh nhạt của nàng, do sự kích động về mặt tinh thần của nàng gây nên. Nàng là một người con dâu ngang ngược, bất hiếu như vậy. Ta cần nàng để làm gì nữa? Nói đoạn, vùng dao muốn chém vợ. Người vợ bị lưỡi dao cảnh cáo của chồng làm cho khiếp sợ xanh mặt, toàn thân run lẩy bẩy, quỳ xuống đất xin tha tội. Người thương nhân nhìn thấy vợ đã biết hối cải, quăng con dao xuống, lấy từ trong tay áo ra một quyển kinh Phật nói ơn nặng của cha mẹ khó báo đáp, do một vị hòa thượng đã tặng, và bảo vợ sớm tối kiền thành đọc tụng, y giáo phụng hành. Từ đó trở đi, người vợ đã trở thành một nàng dâu hiếu thuận. Câu chuyện này mỗi lần giảng bài tôi đều thích kể, là một câu chuyện rất chân thật. Một mặt, câu chuyện cho thấy người chồng này vô cùng trí tuệ, biết làm thế nào để dẫn dắt, dạy bảo vợ mình, không xử sự cứng nhắc, nếu không thì sẽ thêm dầu vào lửa. Mặt khác, câu chuyện còn cho thấy người vợ này đóng giả mà có thể phát sinh ra tình cảm thật. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng không thể cứ giả vờ mãi như vậy được, nên người vợ cũng đã nói thật lòng rằng nếu cứ đóng giả như vậy thì cô ta không thể làm được dài lâu, cần phải hiểu rõ đạo lý. Thế nên, sau cùng người chồng đã đưa cho cô một cuốn sách để cô đọc tụng nhằm hiểu rõ đạo lý hơn. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng mỗi một nàng dâu cần phải thông qua học tập để nâng cao bản thân. Khi đã thấu tỏ đạo lý rồi thì trên mặt sự mới có thể làm được bền lâu, mới có tâm nhẫn nại, có chí hướng xa rộng. Như vậy làm sẽ tương đối dễ dàng hơn. Còn có một câu chuyện khác xảy ra vào năm thứ 23 thời Gia Khánh, Triều Thanh tại tỉnh Giang Tô, huyện Vô Tích, thôn Tào Khê.
có một nàng dâu họ Tào làm một người phụ nữ chua ngoa, đanh đá. Bình thường, nàng ta rất lười làm việc nhà. Tất cả những việc như nấu cơm, giặt đồ, cho đến quét dọn đều do một tay người mẹ chồng già yếu lọm khọm làm. Mẹ chồng nàng tuổi tác đã cao, thể lực suy yếu. Đương nhiên, công việc nhà không thể làm tươm tất, hoặc phòng ốc quét dọn không sạch sẽ, hoặc nấu nướng nêm nếm nhạt nhẽo. Thế nên, bà thường bị nàng dâu hỗn hào, la mắng. Con trai của bà lại là một kẻ bạc nhược, bất tài. Ngồi nhìn vợ ngỗ nghịch với mẹ ruột mà không dám khuyên can, thì nói gì đến việc bảo ban, dạy dỗ. Hàng xóm láng giềng có khi nhìn không vừa mắt, nên thỉnh thoảng qua khuyên giải, nhưng không thể nào giảm được tính xấu của nàng dâu. Còn người mẹ chồng, vì quá yêu thương cháu trai của mình mà cam chịu bị con dâu lăng nhục, ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâu dần, cô con dâu càng được nước làm tới, hỗn xược chẳng kiêng dè. Có một ngày, người mẹ chồng đang chơi đùa cùng đứa cháu, không ngờ đứa cháu bị trượt chân ngã và đầu xuống đất. Người con dâu cho rằng mẹ chồng quá bất cẩn, làm đứa con của mình bị thương, nên đã lớn tiếng mắng mẹ chồng thậm tệ. Đương lúc nàng ta hung hăng mắng chửi khiến mẹ chồng lòng đau vô hạn, thì bỗng nhiên mây đen bốn bề kéo đến, mưa như trút nước. Không mấy chốc, trong và ngoài nhà đều đầy cả nước. Nàng dâu ngỗ nghịch hai chân dẫm trên lớp đất bùn, bởi vì cơn mưa lớn đã làm đất biến thành bùn. Người con dâu bị lún trong lớp bùn đó, càng lún càng sâu. Nàng ta kinh hãi, hốt hoảng la lớn: "Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con." Người mẹ chồng nhìn thấy nàng dâu trong tình cảnh nguy nan đó, đã quên hết nỗi oán hận thường ngày, muốn cứu lấy cô ấy. Nhưng vì mưa to gió lớn, bà đành bó tay hết cách. Hơn một nửa người của nàng dâu bị lún sâu dưới lớp đất bùn. Nàng ta đau khổ kêu khóc, nhưng khóc cũng không ích gì. Và chưa đến một giờ sau, cả người của nàng ta chìm sâu dưới đất. Sau cơn mưa to gió lớn, những người hàng xóm đào nàng ta ở dưới đất lên. Nàng ta đã chết vì ngạt thở. Cái chết thảm này có khác gì cảnh tượng bị chôn sống? Mọi người gần xa nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó đều nói đây là sự cảm ứng của việc ngỗ nghịch mà bị vùi thân. Những câu chuyện như thế này rất nhiều, mặc dù mọi người lúc bình thường không nghe, cũng không nghĩ đến. Nhưng đừng cho rằng những việc mình làm ra không có quả báo. Những gì chúng ta đã làm, chúng ta đã gieo nhân, thì nhất định sẽ gặt lấy quả. Không có chuyện gieo nhân mà không gặt quả. Một khi bạn đã gieo nhân xuống thì sẽ cho ra quả. Vấn đề là thời cơ đã chín mùi hay chưa mà thôi. Giống như trong dân gian có câu nói rằng thiện ác sau cùng đều có báo ứng. Không phải chẳng báo mà thời gian chưa đến đó thôi. Còn có một câu chuyện khác kể về mãng xà ăn thịt nàng dâu hỗn. Câu chuyện xảy ra cách đây rất lâu. Ở vùng Cao Xuyên có một người ăn xin. Người này vốn có một căn nhà tồi tàn ở quê, nhưng từ khi vùng Cao Xuyên gặp nạn thủy tai thì túp lều tranh để che mưa chắn gió của anh ta đã bị nước lớn cuốn đi rồi. Từ đó về sau, anh trở thành người ăn xin vô gia cư. Anh còn có một người mẹ già hơn 70 tuổi và một người vợ chưa đến 30 tuổi cùng nhau chung sống tại một ngôi miếu đổ nát qua ngày. Đó là ngôi miếu thờ thần thổ địa, rất nhỏ hẹp. Do thiên tai liên miên, năm này sang năm khác, người dân trong vùng khó kiếm đủ cái ăn, cái mặc, nên cũng không có tiền quyên góp để sửa sang lại ngôi miếu. Người trong vùng vì không cách gì sinh sống được, đành phải bỏ xứ mà đi. Trước khi gia đình người ăn xin dọn đến ngôi miếu, thì nơi này từ lâu đã không còn một bóng người. Trong miếu, màn nhện giăng đầy ở khắp mọi nơi. Trên nóc miếu thì lỗ chỗ những ô mưa dột. Nhưng đối với gia đình người ăn xin này mà nói, sau thiên tai, có thể tìm được một chốn dung thân như thế này không phải là chuyện dễ. Người ăn xin tuy nghèo khổ, ba bữa không đủ ăn, nhưng đối với mẹ vô cùng hiếu thuận. Ngoài nghề hành khất, anh còn đi nhặt hạt lúa mì rơi. Đến vụ thu hoạch, trong lúc những người nông dân gánh từng bó lúa mì được gặt từ ruộng trở về nhà, thì có rất nhiều hạt lúa rơi vãi ở trên đường. Người ăn xin này
ngày ngày nhặt những hạt lúa mì rơi trên đường. Lần nào, anh cũng thu hoạch được kha khá. Đến một ngày nọ, anh ta từ bỏ nghề hành khất. Mỗi ngày chỉ ở trên đường nhặt lúa mì. Vất vả cả một ngày, nhặt được một đấu lớn để mang về nhà. Mẹ và vợ nhìn thấy anh đem về nhà một đấu lớn, thì như nắng hạn gặp mưa, vui mừng khôn tả, mong được ăn một bữa no nê. Anh bảo vợ nghiền hạt lúa mì thành bột, dặn dò dùng bột mì ngon làm thành bánh để mẹ ăn. Anh hành khất hiếu thảo với mẹ như thế. Nào ngờ vợ của anh là một kẻ lòng lang dạ sói. Nghe chồng dặn dò thì vân vân dạ dạ, nhưng sau lưng thì âm thầm làm trái, đem phần bột mì ngon giấu riêng làm bánh cho mình ăn, lấy bột mì xấu hòa với nước dơ làm thành bánh cho mẹ chồng ăn. Người mẹ ăn bánh cảm thấy mùi vị rất khó nuốt nên đã nhổ ra, bụng cũng bắt đầu lâm râm đau. Đêm hôm đó, gió mưa vần vũ, trong ngôi miếu hoang tối đen như mực, đột nhiên nghe tiếng thét của người vợ chàng ăn xin. Anh ta thắp đèn tự mình đến xem, phát hiện thấy một con rắn lớn chui vào ngực của vợ mình, khoét một lỗ to ở tim, máu tươi tuôn chảy. Chỉ trong phút chốc, nàng dâu xấu xa đó đã hồn lìa khỏi xác. Những người dân ở gần ngôi miếu biết câu chuyện kỳ lạ này. Một đồn 10, 10 đồn 100, đổ xô đến xem cái đuôi dài hơn 2 thước của con rắn lớn còn đang ngoe nguẩy trong ngực của vợ chàng ăn xin. Những câu chuyện như thế này trong cuộc sống rất nhiều. Chúng ta hằng ngày đọc nhiều rồi sẽ khởi lên tâm kính sợ. Không hẳn là kẻ ác sẽ bị rắn cắn hay bị chôn sống như hai câu chuyện kể trên, mà hiện nay quả báo lại là tai nạn giao thông đột ngột, hoặc là một ngày nọ kiểm tra sức khỏe, phát hiện ra rằng mình mắc một chứng bệnh nào đó. Chẳng phải do vấn đề dinh dưỡng hoặc do bản thân xui xẻo, mà do những hành vi việc làm mỗi ngày của chính mình gây nên. Sự tích góp từng chút một không phải là điều vô ích. Chút việc thiện nhỏ tích lâu ngày sẽ trở thành thiện lớn, ác nhỏ tích dần sẽ trở thành đại ác. Sau cùng, tai họa sẽ giáng lên đầu của chính chúng ta. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn tiếp theo của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức là Khúc Tòng. Người giảng: cô giáo Trần Tịnh Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.